Rồi chào anh em, nay mình lên đất đồ nè em ơi, xả giải đồ cho em chạy chơi nè. Khỏi cái đùm trước phun một nha anh em ơi, đùm trước phun một nè, sơn zin còn ok. Để này để lô mới thay nè anh em. Ốc tán trời, ông nội nào tháo hết con ta trời. Trời lại luôn, ốc sao mất con rồi, ai tháo con trời. Ốc khá đẹp nha em ơi, còn 4 con em ơi, ốc khá đẹp nè anh em. Ốc khá đẹp nha. Này để mới thay, để lô mới thay nè. Còn bây giờ cui luôn. Sơn còn khá đẹp. Rồi bao không có lưng nha, ốc tán đẹp nè anh em. Ốc tán đẹp nha. Còn 4 con ông nội đâu vô lụm hết con rồi. Rồi nhìn nha ơi. Về em lên trong 110 rồi hết em ơi. 110 quay thái đều ít được nè anh em, phun một rồi được hết luôn. Rồi để đẻ luôn anh em ơi. Ốc siêu đẹp nha anh em, ốc siêu đẹp nè. Rồi hai đập rửa bao ship nha anh em, cái đùm trước phun một nha anh em ơi, hai đập rửa bao ship cái đùm số 1 nha. Rồi cái đùm số 2 ơi, để này để zin nha em ơi, để zin nha anh em ơi, còn khá dày nè. Để zin hello ta, thấy giống zin em ơi, zin nha anh em. Cái này khá dày nè. Đây có còn 8500 ạ. Ốc tán hơi xấu, ốc tán hơi xấu nha anh em, về ngâm dầu xài nha. Để lâu quá nó bị vàng anh em. Nó như hình nha. Sơn còn khá ok luôn. Rồi để động giá luôn. Hai đập rửa bao ship nha anh em ơi, hai đập rửa bao ship luôn nha. Rồi mã số 2, hai đập rửa bao ship. Rồi đụm alpha em ơi, đụm alpha số 1 em ơi, đụm alpha số 1 nha anh em ơi. Đụm alpha nè. Rồi số 3 đi, đụm số 3 đi em ơi, đụm số 3 đi, đụm số 3 nè anh em. Tăng bua bao đẹp nha, không lóng lưng. Không lóng lưng nha anh em. Tăng bua bao đẹp không lưng, đúng alpha nè em. Đó, alpha nha, Madia nè. Rồi cái má đụm ơi, má đụm nha anh em, như hình nha anh em. Nó như hình nè. Rồi bán cái đùm sao phun mọc luôn, gầy gắn alpha được hết luôn anh em. Rồi đùm sao phun mọc luôn nè anh em, bán chung luôn gì cái alpha được hết luôn nha, gì cái alpha luôn. Rồi không lóng lưng nha. Rồi thấy chưa lóng lưng nè. Rồi cứng khự luôn, không lưng nha, tăng bua bao đẹp luôn anh em, tăng bua còn đẹp nha. Đúng phun mọc này, đúng phun mọc nè anh em, nó có lỗ nè. Đúng phun mọc nha, rồi như hình, anh em về sơn si vô alpha hết bài luôn. Nó như hình nha, cái đùm này không bán hết 200-300 ngàn rồi. Họ bán vương bội luôn. Nó đục trước đục sau nha, không lóng lưng. Tăng vua bao đẹp. 400 rưỡi bao ship nha anh em ơi. Bao đúng gì nha. 400 rưỡi bao ship gì gắn alpha được hết anh em ơi. Nó thì ship này hơi nặng anh em ơi. Ship này 50-60 ngàn nha anh em ơi. Bao nặng. Nó 400 rưỡi bao ship cặp đùm này. Rồi cần gạt càng lừa em ơi. Cần gạt càng lừa nè, đầy đủ em ơi. Đầy đủ cái lò xo đầy đủ nha anh em ơi. Rồi 5 cái như hình nha. 5 cái như hình là 100 ngàn bao ship anh em. 5 cái như hình 100 ngàn bao ship. Đó, anh em đây hết giá tốt luôn. 5 cái 100 ngàn bao ship ơi, 5 cái 100 ngàn ship ơi, tính ra cái có mười mấy ngàn ơi, tiền ship 25 ngàn rồi. 5 cái có 75 ngàn, tính ra cái có 15 ngàn anh em ơi. Nó tiền ship 25 ngàn rồi. 5 cái tính ra cái 15 ngàn nha anh em ơi. 5 cái 100 ngàn bao ship nha. Anh em là lấy số lượng có xả đây luôn đưa luôn. Nó lấy hết giá tốt. Rồi lấy hết giá tốt nha anh em ơi. 5 cái 100 ngàn bao ship cần lừa nha anh em, cần gạt số nha. Vào đúng zin. Rồi hai cái cốc đạp nha anh ơi, hai cốc đạp nè, cốc đạp full một ở đây, nó như hình nha, em còn mấy chục cái á, số lượng mấy chục cái nha, bữa nay bán xả rẻ luôn. Rồi hai cái nha em ơi. Rồi bữa nay bán sổ rẻ luôn, hai cái giò đạp full một ở đây, răng cỏ còn ok nha anh em ơi. Rồi hai cái 100 ngàn bao ship nha, giá này là hữu nghị quá rẻ rồi. Rồi số lượng vài chục cái nha, anh em nào cần vài chục, có vài cục chục luôn, 100 cũng có 100 luôn. Đó một đầy đủ nha em ơi, nó như hình nha. Rồi đồ lồi nha, hai cái 100 ngàn bao ship, giá này anh em không mua mùi gì anh em. Nó gì gắn xe độ đôn độ thầy luôn nha, gắn xe mà xe độ hay xe lên 54 anh em đạp hay bị cong vô đạp á, nó cái này nè gắn vô là bao đạp luôn, gãy vô luôn, gãy dựng luôn chưa hư nữa. 100 ngàn bao ship hai cái nha. Rồi bộ qua lăng mông lửa này 2.6 em ơi, quá bụi, để lâu quá bụi rồi mới lục khô ra. Còn qua lăng mông lửa là 2.6 em ơi, nó qua lăng còn ok nha anh em, qua lăng còn trắng ngõn trắng nài nha anh em, về xịt dầu vô lau nhẹ xài nha anh em. Nói tình trạng là đế đề lô nè. Đế đề lô nha em ơi, đế đề lô nha, có sao vậy nha anh em ơi, dễ đề zin nha anh em ơi, dễ đề zin còn xài ok. Nói dễ đề lô, dễ đề đế đề lô nha, ổ bị đề lô nè, dễ đề zin nè. Rồi chỉ lai mỗi cái đế đề thôi anh em. Rồi còn lửa nè, còn lửa bao ken nha anh em, còn lửa bao ken. Còn lửa như mới luôn anh em. Nó còn lửa bao như mới luôn nha, bao zin nè anh em ơi. Rồi cái này tình trạng để lâu không có thì còn nguyên hình nha, không có ốc ác em ơi. Có sao vậy nha, còn như hình thôi, ốc ác không có nha. Nó như hình là dây cổ còn khá mềm nè anh em, dây cổ khá mềm nha. Rồi nay để sổ đẻ xài chơi luôn anh em ơi. Nó còn lửa không, bán hết 2 xị 2 xị rưỡi nè. Qua lăng tệ nào phải trăm rồi, bán em là 350 bao ship nha anh em. 350 bao ship luôn, giá này không mua gì anh em. Like mỗi dễ để like mỗi cổ bị đề thôi. 350 bao ship như hình.
nó không có ốc ác nha, vậy thôi. Ba thằng để bao ship. Rồi cuộn lửa số 2 em ơi, này đòi máy đây. Rồi đợi 2005 gì này cũng ZX em ơi, 2005 của ZX nha anh em, lâu quá còn nè. Bi còn nè anh em, bi rớt đẹp dính này còn nha. Này tình trạng con cũng lai ổ bị đề luôn. Ổ bị đề lai nha, ốc tán này anh em về siết lại nha em ơi. Có sao vậy nha, ốc tán này lơ nè. Nó về siết lại, hoặc thay gì thay anh em tùy thích anh em. Nó như hình đầy đủ. Rồi cũng này 2-5 nha anh ơi, 2-5 ZX nha anh ơi. Nó này được tình trạng nè, còn đề zin luôn nè, còn đẹp luôn. Còn đỡ zin đẹp mà bao sóng nha anh ơi, bao sóng nha anh em, bao sóng nha. Nó dây cột còn mềm xèo luôn nè. Đây lâu quá bụi anh em ơi, bao sóng nha anh ơi, còn như hình còn khá đẹp luôn. Nó hàng đi 2 năm thì chất lượng nó còn hơn cái kia nha. Rồi như hình anh em ơi. Này là dây đề zin luôn rồi, dây đề zin hết nha anh ơi. Nó như hình nha. Chỉ lo chỉ lai mỗi cái dây đề thôi. Đó, anh em về thay ổ bị đề xài nha anh em. Rồi thay bi lỏng hơi lỏng nha. Anh em về thay ổ bị đề xài em ơi. Ổ bị đề này rất bi nè. Anh em về gắn xài vào bán giá sát. Anh em về làm, anh em về thay ổ bị đề hoặc làm gì làm nha anh em. Hoặc là lên bi lên, đi đề lên cốt. Rồi để rẻ luôn, 350 bao ship luôn rồi, đồng giá luôn nha. Bộ số 2 350 bao ship luôn. Rồi còn cái bánh phụ một em ơi, bánh phụ một số bánh phụ một em ơi. Rồi tăng vô đẹp nè, tăng vô bao đẹp nha anh em, tăng vô bao đẹp. Rồi bao không lóng lưng luôn. Bao không lóng lưng nha anh em. Nó cầm zin theo xe, niền zin luôn. Cầm niền zin theo xe nè. Còn đẹp hết nha. Nó còn đẹp nè, không một lũng luôn. Cầm niền zin theo xe luôn anh em. Nó khá đẹp nha, này để lâu quá bị tróc sơn. Nó bao không lóng lưng nha. Niền LI nè. Niền LI nha anh em ơi. Đấy, goxi đầy đủ nha đây. Cười nha, rồi niền bao đẹp luôn nè anh em. Niền bao đẹp luôn. Nó bao đẹp bao xài luôn anh em. Giá này nay sổ được luôn, 400 bao ship luôn anh em. Đùm cái bánh sau nha anh em. Tăng vô bao đẹp nha. Tăng vô bao đẹp không đóng lưng, 400 bao ship luôn anh em. Giá để giá sổ rẻ luôn. Cầm đẹp còn khá đẹp. 400 bao ship. Rồi cái chắn 3, 2 chắn 3 rồi ớt anh em ơi, 2 chắn 3 quay lớn nha anh em ơi. 2 chắn 3 quay lớn nha anh em. Rồi 2 chắn 3 quay lớn nè, thì đạn là chưa ép nha. Không bao chén không băm luôn. Chén không băm nha, bao ngay thẳng nha anh em. Nói như hình anh em về xin ra nha, mọc mã còn nè anh em. Mọc mã còn nguyên si nha. Này thì ship nặng à, quá trời nặng. Bao ship không chết luôn anh em. Rồi cái này thì để lâu nó hơi xét nè em ơi, về đánh ra xài nha. Xài gắn xe cỏ chơi, giờ anh em nhà xe nhờ Nhật anh em bị công, anh em ép tệ nào cũng phải là cái trăm ngàn. Rồi, mua này về gắn thôi. Tính ra rẻ nè, bán kia chai không đủ lợi nè em ơi. Rồi hai cái này để anh em là 250 bao ship nha anh em. Hai cái chẳng ba quay lớn, 250 bao ship. Hồi đi rẻ luôn đây, hai cái 200 bao ship nha anh em ơi. Hai cái 200 bao ship nha. Còn một cái đẹp, một cái hơi xấu nè, hơi xét nè. Rồi hai cái 200 bao ship luôn. Quá rẻ luôn, ship này phải là 60.000, 70.000, quá nặng em ơi. Cái này cọc không ship được nha anh em ơi. Xin lỗi anh em, cọc không ship được nha. Cái này nặng quá lắm anh em. Hai cái 200 bao ship luôn. Rồi bán ba cái pha đèn quay lớn em ơi, ba đèn quay lớn quay A gắn được hết em ơi. Một cái thứ nhất nè, này hơi mờ, anh em về đánh bát lại nha. Anh em về đánh bát lại xài nha. Bên trong là bao đẹp luôn. Bên trong bao đẹp nha anh em. Bóng đèn zin thôi nè. Bóng đèn zin này mới 70.000 một cống nè. Nó bóng đèn zin nha em ơi. Bóng đèn có zin này 70.000 bóng rồi đó nha. Đầy đủ nè. Như hình nha, không nứt bể em ơi. Này còn nguyên ốc luôn nè anh em. Nó nhìn nè, hơi mờ, để đâu quá hơi mờ, anh em về bát nhẹ xài thôi. Này dính keo nến nha em ơi. Nó một cái nè. Rồi cái thứ hai nè em ơi. Cái thứ hai nha anh em ơi. Cái này còn sáng ok nha anh em. Nó bóng đèn zin luôn, bóng đèn Philips luôn. Gaming có đứt luôn anh em. Nó bóng zin nha anh em, bóng zin luôn nha. Rồi đầy đủ jack nè. Đầy đủ jack nha em ơi. Bát bọng còn nguyên nha, không gãy luôn anh em, không bể luôn. Này có fan lỗ nhỏ nè. Nó bát ốc nè, hai lỗ nè. Không vấn đề gì nữa em ơi. Về ngon muốn chích keo thì chích keo lại xài thôi. Còn cái thứ ba nè, cái ba này còn sáng quá sáng nha em ơi. Cái ba còn sáng quá sáng nha, bóng đèn zin luôn anh em ơi. Bóng đèn zin luôn nha. Ba bóng này mua hết 200 mấy đến cái rồi đó nha. Một cái 200 mấy rồi, một ở một cái 7 mấy ngàn, 80 ngàn. Này có phan lỗ nãy năm về chích leo lại xài nha, để nước vô uống. Rồi này có hai xi nhan nè. Còn hai xi nhan luôn anh em. Nó khá đẹp nha. Đầy đủ nè. Cái này thì không có, cái này cái này đầy đủ ống bóng, bóng nào bóng zin hết rồi, ba cái nha. Rồi ba cái đi, rồi thêm cái bóng đèn quay RS nè, quay RS 110 nè. Quay 110 em ơi. Nó này còn đẹp nha, anh em về đánh lại xài nha. Nó vàng hơn, bên trong bao đẹp, bóng đèn zin luôn. Đầy đủ rắc luôn, thiếu cái chụp nè. Đầy đủ rắc đầy đủ em ơi. Bóng này đủ nha. Rồi kèm theo có đuôi đèn nè. Nó đuôi đèn nha em ơi. Đuôi đèn nha, đuôi đèn. Thôi anh em mua lẻ đi, anh em mua lẻ đi. Rồi ba cái này nha em ơi. Ba cái này nha. Ba bộ này đi, để anh em là 300 bao ship nha anh em ơi. Ba bóng, ba cái pha đèn quay lớn nha.
300 con ship gắn được quay A, quay RS, quay S, quay RX đầy đủ em ơi. Nó ba cái 300 con ship, cái này không mua mua gì anh em. Rồi bóng đèn này anh em mua gì? Này mới là 200 mấy 300 ngàn một cái chưa tính bóng nha. Chưa tính bóng như gì, bao trụ lưỡi thôi là 300 ngàn một cái rồi. Nó nội anh em lấy bóng cũng đủ lời nè. Ba bóng zin luôn. Rồi ba cái 300 nha anh em. Rồi hai cái này đi, mình xài bình thường đi, không nứt bể luôn, còn nguyên si luôn anh em. Rồi thiếu mỗi cái chụp này thôi. Nó gì gắn xe cỏ chạy nha, về đánh bát nhẹ lại xài thôi. Về. Nó như hình nha. Rồi hai cái này để anh làm 150 bao ship nha anh em ơi. 150 bao ship nha, bóng zin nè, bóng zin 70.000 một bóng rồi nè. Đó, hai cái này đít đèn đồ đèn, 150 bao ship nha anh em. Giá này không mua mua gì anh em. Đít đèn còn bao đẹp nè. Nó hai cái 150 bao ship nha. Rồi tay heo dây dầu có 115 ơi, 115 năm số thôi. 115 năm số thôi. Bao zin nha anh em, bao zin tiền tiết tiết nè, tay giờ còn thắng nhẹ nhàng nha, còn hơi hám đầy đủ nè em ơi. Này tại để nghiêng quá mà mất hết hết dầu nha. Anh em về vô dầu xài thôi. Nó bao đẹp luôn nè, không rơi không lắc luôn. Tay zin hết luôn em ơi, zin hết nha. Dây cọ đồ zin luôn. Heo zin luôn em, heo zin còn đẹp nha. Nè, còn đẹp nữa, bê tông đẹp nè. Anh em về vệ sinh vô dầu ép ra xài thôi. Rồi bán rẻ luôn anh em ơi, 350 bao ship nha anh em ơi. Bộ này 350 bao ship nha. Nó như hình quá đẹp. 115 năm số nha mày, 350 bao ship, gắn được ZX luôn, gắn được quay full mộng luôn. Rồi như hình nha anh em. Nó tình trạng là xe này đang gắn full mộng rớt xuống mày. Bát này biết bát phải full mộng hay không nữa. Tại trên xe full mộng rớt xuống nha. Rồi 350 bao ship nha anh em, bao zin nha. Rồi cặp phục full mộng, phục trước full mộng nha anh em ơi, phục trước full mộng nha anh em. Nó như là phục đĩa nha, tuy đẹp nè. Trên đây thì có anh em về vệ sinh nè, để lo không chạy nó bị xét nha. Nó trên đây thôi, phụ nhúng không tới mà phụ nhúng tới đây thôi nè em. Phụ nhúng không tới nên nó bị xì, nó bị xét nha. Xài bình thường, bao xài bình thường, ti bao đẹp, có xì nhẹ một cây. Nó như hình em phụ số 1 nha, phụ phụ 1 nè. Nó như hình nè. Về anh em về thay phớt thay dầu chạy thôi. 2 đập để bao ship nha. Giá này như đá rửa được mày, bao rẻ nha anh em ơi. Xuống 2 đập để bao ship nha, phụ số 1. Phụ phụ 1. Rồi cặp phụ số 2 nha em ơi. Rồi phụ số 2 nè, phụ RS nha anh em, phụ RS nè, ti bao đẹp nha. Ti bao đẹp. Nó tì bao đẹp luôn. Rồi tì bao đẹp nha đây ơi, tì bao đẹp nha. Nó tì bao đẹp nè. Rồi, anh em về gắn liền gắn nha. Rồi có cây này có xì nè, anh em về thay phớt xài nha. Rồi 200 bao ship nha anh ơi, cặp phục số 2 RS nha, 200 bao ship. Giá này dư giá xác lên ơi. Rồi cái bánh trước phụ mộng ơi, ốc như hình ơi, bị gãy con, anh em về lấy ra xài nha. Ốc này gãy còn thường răng khúc nè, thừa ra cỡ cái chừng 5 ly nha, anh em lấy lượt ok nha anh em ơi. Ốc tán như hình, anh em về ngâm dầu lại xài nha. Câm niệm mới thay, câm niệm u ơi, câm niệm u này, niệm u này tốt nha. Nó còn đẹp nè, tại đấy là không chạy nó bị dơ nha anh em ơi, nó bao đẹp nha. Câm niệm mới thay nè. Rồi sơn zin còn khá ok nè anh em ơi, sơn zin còn khá ok nha anh em. Nó như hình bao không lưu lưng nha, câm niệm mới thay còn đẹp nha. Nè anh em về chạy rửa nhẹ thì xài là bao đẹp liền. Rồi để rẻ luôn, 350 bao ship nha anh em ơi. Cái bánh trước full 1 nha, 350 bao ship. Giá này bằng giá đậm ơi, tiền ship này nặng nha em ơi. Tiền ship này hết 50.000 à. Nó giá bao ship rồi, này mới thay nè. Bên trong có sơn đầy đủ nè. Nó nhìn nha, giá này anh hôi gì nè, 350 bao ship. Bằng tiền cái đậm anh em ơi. Rồi bánh trước full 1 số 2 em ơi. Này để zin nè, để zin còn cỡ chừng 80% nè. Còn về cui nè, về dùng liền vẫn được luôn. Câm niệm mới thay nha. Để đi lo không chạy anh em về đánh là xài nha, để lo không chạy nó bị hơi ten nè. Nó đánh ra đẹp liền. Câm niệm mới thay. Câm thì nó đầu câm hơi xét em ơi. Tại câm niệm chắc câm niệm lô nha đây. Nó như hình nha. Rồi như hình nè. Về gắn xe cỏ chạy luôn. Nó này để anh em là để này kiểu khá dày em ơi, để này để khá dày nha, để zin khá dày nè, ốc tán này đủ nè. Nó 400 rồi ship ơi. Anh em không lấy bánh thì để này 350 nha. Nó cắt thôi bỏ luôn. Không lấy bánh, không lấy câm niệm thì 350 em bao ship luôn. Còn lấy nguyên như hình nha, 400 bao ship nha. Nó cái đĩa này còn khá dày nè, 80% á. Nó ốc tán này đủ nè, bao không lưng nha. Rồi 400 bao ship nha anh em. Nó vậy anh em về đánh nhẹ xài nha. Này có hơi nổ lâm dâm nè. Hơi bị ten ten nè, chạy ra đẹp liền. Nó chạy ra đẹp là bóng lưỡng liền anh em. Rồi 400 bao ship nha, không lấy câm niền thì anh lấy 350 bao ship. Đĩa này còn khá dày, zin khá dày luôn. Rồi bánh này cái bình xăng quay thái 110 nha em ơi. Quay thái 110 nha. Bình này giống bình này zin mới em ơi. Bình này bình zin mới nha anh em. Bao keng nè. Này để lâu lúc trước là xài là không có sẵn dư nha. Không để lâu không chạy cũng không biết sao luôn. Nó như hình này giá xác luôn. Rồi trái ga thì bao đẹp nha anh ơi, bao độ zin nha, bao độ zin với hàng lô em ơi. Nó bao hàng zin mới nha anh em. Hàng zin mới nè. Nó bao đẹp nha, bình này mới 1 triệu mấy 2 triệu một cái đây nè. Nó trái ga là bao đẹp nha. Em nhìn lấy trái ga không cũng đủ tiền nè. Nó trái ga là bao đen, bao keng. Này là hàng zin mới, hàng full 1, ổ lộn hàng quay thái zin mới nha anh ơi. Có sao bao vậy nha anh em.
hàng Vinh mới, anh em nào thấy được thì mua thôi. Rồi dán giá sát luôn, tay ga thì bao đẹp rồi, bao đủ đồ. Này lúc trước em chạy thử là có garanti đầy đủ nha, tại để lâu không chạy quên nên nay lấy ra xài nha anh em. Tay ga còn bao VIP luôn á anh em, không cãi nào luôn, hàng Vinh mới mà anh em. Nó như hình nha. Rồi để này là 700 bao ship nha anh ơi, 700 bao ship nha, hàng đúng hàng Vinh nha. Nè cáp lời nè. Hàng Vinh mới nha anh em ơi, 700 bao ship bán không bao gì luôn. Nó tay ga bao đẹp nhức nách. 700 bao ship nha anh em. Rồi bình xăng khu 1 anh ơi, còn khá đẹp nha anh em. Nó còn khá đẹp nha, như hình nè. Nó này là có này là mình mới tháo nè. Có garanti, có garanti nha. Bao xăng dư luôn, bao xài luôn anh em. Tay ga còn ok. Nó tay ga còn khá đẹp anh ơi, tay ga nè, còn khá đẹp nha anh ơi. Tay ga khá đẹp nha, có liếm có xíu thôi, cho thời gian thôi anh ơi. Này là bình thường nha anh em. Khi nào xước mới sợ. Nó như hình nha anh em. Rồi để rẻ luôn, nay bán sậu rẻ luôn, để anh em là 550 bao ship nha. 550 bao ship bình xăng khá đẹp về dùng liền luôn anh em. 550 bao ship nha anh em. Giá này không mua gì anh em ơi. Rồi bình xăng số 2 nha, bình xăng phun 1 số 2, 550 bao ship. Rồi bộ đùm đĩa ớt Thái mà, đùm đĩa ớt Thái mà, THM mà, ớt nó ớt Thái 100 nha anh em ơi. THM nè. Để lõm nha. Đúng ớt Thái 100. Nó đục ớt Thái 100 nha, THM nè, ớt Thái 100 anh em ơi. TCT chứ, THM nè. Nó đĩa này đĩa lô còn về cui nha, đĩa lô còn về cui nè. Nó đĩa lô còn mới cáo luôn anh em. Đĩa lô còn mới cáo luôn nha. Rồi bán như hình luôn, 250 bao ship nha anh em. 250 bao ship cái đùm đĩa ớt Thái, 250 bao ship về dùng liền luôn. Sơn còn khá đẹp nè anh em. Sơn còn đẹp nha, tại để lâu bụi bặm á. Nó khá đẹp nè, nó như hình nha. Đẹp len keng luôn anh em. Nó đẹp len keng không? Vì gắn sơn mộc sơn mạc chạy luôn em ơi. Quá đẹp nè, không? Quá đẹp len keng luôn. Sơn zin còn gì đẹp, đẹp len keng nè, bên trong nè. Nó bụi bặm nè anh em ơi. Nè, quét cái nè, đẹp như mới luôn. Rồi 250 bao ship nha anh em, đùm đĩa ớt Thái nha, ớt trăm Thái. 250 bao ship. Rồi cái bánh trước phu 1 số 2 nha em ơi, bánh trước phu 1 số 3 chứ. Ờ số 3 nha em ơi, bánh trước phu 1 số 3 nha. Ốc tán khá nè, anh em về vô dầu xài nha, tại để lâu không chạy nó bị ấy á, anh em về lấy dầu rửa ra xài. Ốc tán này hơi cũng hơi xấu một chút. Rồi đùm thì bao đẹp nha anh ơi, đùm bao đẹp nha. Nó đùm sơn zin còn bao đẹp nè. Câm này câm zin luôn anh ơi, câm zin luôn á. Rồi niền này niền thay rồi nha, niền có đi có hàng Indo, Indo mày. Niền xịn nha, không thua gì niền Hagoshi em ơi. Nó niền đi nè. Nó niền đi nè, niền Indonesia em ơi, Indonesia nha. Niền này khá đẹp á, khá là xài bền á. Nó niền bao đẹp luôn. Niền mới thay nè, khổ nó nhiều. Cặp niền này, cái niền này có 300 mấy một cái nè anh em. Nó như hình nha. Rồi để anh em 350 bao ship cái bánh này, bánh số 3 nha. 350 bao ship, cầm chị quá đẹp. Nó như hình nha, 350 bao ship. Rồi hai nắp này em ơi, hai nắp này mới thu lại khách nè. Khách không có nhu cầu xài nữa thì mình thu lại em ơi. Nắp Thái AB nè, khách dọn khách này kỹ tính quá, cảm ơn anh khách nha. Quá trời dọn dẹp sạch sẽ rồi. Rồi như hình em bao đúng hàng Vinh, hàng của Thái em ơi, AB nha. Rồi phôi đẹp nè, đây cấn nhẹ xíu thôi không sao nha em ơi. Phôi đẹp, anh em về sơn lại làm gì thì thích nha anh em. Nó bao đầu Vinh như hình nè. Nó để rẻ luôn, xài chơi luôn. Rồi này đòi 2000, ở đòi 2000 em ơi, đời này đòi Thái em ơi, đời này 2000 nó 299 2000 vậy đó. Nó để rẻ luôn anh ơi. Này thu là khách rẻ thì bán rẻ là thôi. 350 bao ship nha anh em. Hai nắp này 350 bao ship sạch sẽ nè, anh em về gần liền luôn. Khách kỹ tính quá, vệ sinh quá sạch. 350 bao ship này hai nắp nha anh em ơi. Rồi bán nắp lửa em ơi, nắp lửa nha anh em. Nắp lửa này đời có rồi ít 100 thôi, quay ớt rồi xài chung nha. Nắp xám nè, còn như hình khá đẹp. Nó như hình nha anh em ơi. Rồi nắp này 200 bao ship nha anh em ơi, 200 bao ship nha anh em. Nó nắp màu lẻ, nắp 200 bao ship, có như hình nè. Nó như hình nè, cái nắp này còn điện nè, cục điện này chết nè. Bị chết lửa nha. Còn điện còn nè, anh em muốn xài lửa bình thì gắn ok luôn. Rồi bán như hình nha. Hai nắp đi. Hai nắp 400 bao ship nha anh em ơi, hai nắp 400 bao ship nha anh em. Nó tặng em cục lửa luôn nè, cục lửa này bán mấy chục ngàn rồi đó. Nó hai nắp này 400 bao ship nè anh em, hai nắp lửa nha. Về gắn xe Trung Quốc chạy là bao ngon luôn. Rồi comment file em ơi, comment file em ơi, nút bao đẹp nè anh em, nút bao đẹp nha, nút đỏ chót luôn nè anh em. Này anh em về vệ sinh nha, nè, số má còn nè, nè có kéo e còn luôn, đẹp luôn. Rồi số má này đầy đủ mày, nè xài bình thường nha em ơi, nút còn này đẹp nha, nè còn nhẹ nhàng luôn nè. Rồi đầy đủ nè em ơi, đầy đủ này nút đề zin luôn, nút đề zin luôn ơi, thôi nút đề zin luôn nha anh em, nút đề zin luôn nè. Nó này lẫy còn nè, lẫy còn em ơi, nó là cái lẫy dưới còn nha, chịu lại dưới cái đông nè. Đây còn luôn anh em. Đây còn luôn nha, hiếm lắm mới còn em ơi. Rồi bộ cụm này anh em để anh em nè, nút đỏ lợm luôn anh em, nút đỏ lợm luôn nha.
Nó 300 ship nha anh em ơi. Nút 300 ship nha. Nó như hình dây này có bị đứt xíu này anh em về quán lại xài nha em ơi. Người ta xài điện gì, người ta xài điện bình hay không? Người ta xài đèn bình em ơi. Rồi 300 ship nha anh em. Rồi bao cùng số 2 em ơi. Nút còn đẹp luôn anh em ơi. Nút còn đẹp luôn nha. Nút còn đỏ lòm luôn nè. Xài bình thường luôn. Nó xài bình thường luôn, còn nhẹ nhàng luôn. Rồi nút đề này thay rồi em ơi, nút đề thay rồi em ơi. Cùng zin mà nút đề thay rồi nha. Rồi này bị cắt nó xíu nè. Em đã xài cắt nó xíu nè. Anh em về câu dây là xài nha. Nó là cắt nó xíu nè. Này dây lô nè, này zin nè. Người ta có nói lại rồi. Rồi để em rẻ luôn 200 bao ship nha anh em ơi. Còn cùng số 2 nha, 200 bao ship xài bình thường. Nó đây đau zin nè. Nút đỏ lòm luôn, 200 bao ship nha anh em. Rồi bộ nút công tắc nha, công tắc đời này đời quay thái là 2000 nha anh em ơi. Quay thái là 2000 nha anh em ơi. Nó 30 tháng 8 năm 2000 nè. Ủa 2000 không biết nữa. Nói chưa này tháo qua thái đây em ơi. Nút xì ta còn đẹp luôn nè, đỏ lòm luôn anh em. Nó đường này đúng qua thái nè em ơi. Nút đẹp hết nha anh em nè, còn một mã đầy đủ luôn nguyên si luôn nè anh em. Qua đẹp nha. Rồi đây mất nút kèn nè. Bị mất nút kèn anh em gì gắn nút kèn vô xài nha anh em. Nó mất nút kèn nha. Ai gắn nút kèn xài nha anh em. Nó mất nút kèn nha. Nút xe ta còn nguyên si đẹp nè. Nút còn đẹp hết nè anh em ơi. Nó nhẹ nhàng nè. Còn nghe rác nè. Rồi anh em về vô dầu rồi xài nha. Nút đề zin luôn. Nút đề còn zin luôn anh em ơi. Nó như hình nha. Rác nói không cả nói luôn anh em. Rồi như hình nha, bán em là 200 bao ship nha. Bộ số 3 200 bao ship luôn anh em. Vậy gắn nút kèn vô xài thôi. Rồi bộ số 4 ơi. Nút này như bị lô xong ơi. Nút này còn xài bình thường nha. Này tháo xe hàng zin nè, xong nút này nó nhằn khè không biết nữa. Nó còn xài bình thường nha anh em ơi. Còn xài bình thường nha. Vậy gắn xe cỏ chạy luôn. Nó xài nút bầm thường nè, nút zin luôn anh em ơi. Nút zin luôn nha anh em. Nó được cái nút zin luôn nè, một mã đầy đủ nè. Nút zin luôn. Này hơi xấu nha em ơi, hơi xấu nha, dây cỏ thì. Rồi để xe chạy chơi luôn ơi. Để em 150 bao ship nha anh em ơi. 150 bao ship nha, về gắn xe cỏ chạy luôn. Này cái cọn luôn nè, cái chốt cọn luôn. Rồi 150 bao ship nha, bộ số 4 nha em ơi. Về gắn xe cỏ chạy, 150 bao ship xài bình thường nha anh em. Về vệ sinh xịt ra 7 thôi chạy thôi. Rồi lốc bơm phun 1 nha anh em, lốc bơm phun 1 số 1 nha anh em. Răng cỏ bao đẹp nha anh em. Nó răng ốc nhớt bao đẹp nè, không nứt bể luôn. Rồi răng cỏ đẹp nha, răng cỏ bao đẹp nha. Này có sơ mi con nè bay, sơ mi con bay. Nó sơ mi một con nha anh em. Rồi để rẻ xài chơi luôn. 700 bao ship nha anh em ơi. 700 bao ship nha anh em. Nó lốc HVN nè. Nó dòng bơm còn bơm ngon lành nha, không có cái nứt bể luôn, bao sống bao xài luôn, mới đã đào luôn anh. Lốc mới lãng đầu luôn nha. Nó chỉ lỗi nhẹ là có đóng sơ mi lại thôi. Đóng sơ mi một con ốc gác chân nè. 700 bao ship nha anh em. 700 bao ship cái lốc số 1. Rồi lốc bơm số 2 em ơi. Lốc bơm này mới đã đầu luôn ơi. Lốc bơm mới đã đầu luôn nha anh em. Nó bánh bơm là không gãy không bể nha. Có sao có vậy. Rồi ốc nhớt nè, bao đẹp nè. Không có nứt bể nha anh em ơi. Này cũng xin một con luôn. Rồi lốc số 2 nè, đầy đủ luôn nha anh em. Rồi 700 bao ship luôn anh em. 700 bao ship luôn, lốc mới lãng đầu luôn. Anh em về vệ sinh nha, lốc ốc này mới rã nè. 700 bao ship cái lốc số 2. Rồi lốc bơm số 3 luôn ơi, mới đã lãng đầu luôn anh em ơi. Lốc mới lãng đầu luôn nha anh em. Nó cũng phun 1 nè. Rồi bánh bơm không bể không gãy nha anh em. Nó không gãy không bể nè. Ốc nhớt bao đẹp nè. Rồi xi mi bồ con luôn, xi mi bồ con ốc các chân luôn anh em ơi. Ốc xi mi ốc răng cỏ bao đẹp nha. Xi mi một con các chân nha anh em ơi. Rồi bán anh em là đồng giá luôn, 700 anh em ơi. 700 bao ship luôn anh em. 700 bao ship luôn nha. Rồi lẻ qua lăng phun 1 ơi, lẻ qua lăng 1 đòi 24 nha anh em ơi. Nó qua lăng phun 1 đòi 24 nè. Nó như hình nha, bao đẹp bao ken luôn ơi. Nó đề này để đề đồ thấy zin hết ơi, còn zin hết nha anh em. Nó dễ đề còn đẹp lan can luôn. Nó dễ đề đẹp lan can nha anh ơi. Không rỗ luôn anh em ơi. Nó này chỉ bị dính nhớt thôi, không rỗ nha anh ơi. Nó dễ đề đẹp lan can nha. Rồi cùng cái qua lăng như hình còn khá đẹp. Bên trong khá đẹp nha anh em. Nó bên trong khá đẹp nè. Nó cài nhẹn xíu mới cài nhẹn xíu miếng nha anh em ơi. Cài nhẹn xíu miếng nha. Nó cài nhẹn xíu miếng nè. Nó như hình nha. Rồi còn khá ok. Còn dàn khe luôn anh em ơi, dàn khe luôn nha. Nó còn dàn khe luôn. Rồi như hình. Rồi qua lăng lẻ qua lăng nha. Qua lăng dễ đề, sinh đề, hai thằng lằn tăng sinh đề, ốc ác trong cái qua lăng nha. Rồi như hình nè, còn chấm sơn đầy đủ nè. Rồi bán anh em rẻ luôn. 550 bao ship nha. Ở lộn. 600 bao ship nha anh ơi. 600 bao ship nha anh em. Rồi để nè 550 bao ship luôn. 550 bao ship qua lăng 24 nha em ơi. 550 bao ship nha anh em. 550 bao ship giá này quá rẻ luôn ơi. Rồi cuộn lửa phun 1 ơi. Thôi từ từ đang qua lăng trước đi. Rồi cuộn lửa phun 1 là 2.3 nha em ơi. Cuộn lửa phun 1 là 2.3 nè.
nó 2.3 nha anh em ơi. Còn đẹp leng keng nha anh em, nó 2.3 nè. Rồi bên trong còn khá đẹp nè. Nó này là bị nó qua lăng như hình em ơi. Bên trong còn ok nha, nó còn đẹp không bể không dở luôn. Chấm sơn còn đầy đủ luôn anh em. Nó bị bọng người ốc tán, ốc này có bị rớt ra rao rỗng nhẹ anh em ơi. Về xíu cũng xài nha, tại cái này bao đế đệ zin nè. Bao đế đệ zin nha anh em ơi. Ốc này bị lỏng nè, tại do xài cái Icelo nên nó bị giặt nó bị lỏng nha. Giờ siết lại xài thôi. Nó đầy đủ bi, đầy đủ nha em ơi, bi đầy đủ nha anh em. Dễ đề luôn nha. Nó như hình nè, rồi bán như hình này luôn. 500 bao ship nha anh em ơi. 500 bao ship nha anh em. Nó về gắn vô xài bi rất là hoài nè. Nó về gắn xài bình thường, bao xài bình thường, 2.3, 500 bao ship. Rồi còn lửa full 1 là 2.4 em ơi, 2.4 em ơi, 2.4 không có hình ngôi sao em ơi. 2.4 này không hình ngôi sao nha. Đó đúng A nè, A là full 1 em ơi, bao đúng zin nha. Lô anh em nói lô tặng anh em luôn, bao đúng hàng zin theo xe luôn. Đó còn lửa em ơi, còn lửa được 2.4 nha, bao zin bao zin bao hàng zin theo xe nha. Anh em nói lô tặng tiền là tặng tiền anh em luôn. Nó như hình nha, đồng đồng đen luôn nè, đồng đen đẹp luôn, len keng luôn. Rồi bán như hình bán rẻ luôn. Rồi 500 bao ship nha anh em ơi, 500 bao ship còn lửa số 1 em ơi, còn lửa số 1 500 bao ship nha. Rồi còn lửa số 2 em ơi, còn lửa này số 2 nè, hàng này đẹp em ơi, hàng này bao đẹp nè, có hình ngôi sao nè. Có hình ngôi sao đầy đủ em ơi. Dây cọ còn ok nè, dây hoài mềm xèo luôn, ở trong thì hơi cứng xíu em ơi. Nó bao zin nha anh em ơi. Nó không nứt bể luôn nha anh em, không nứt bể luôn. Nó bán quá đẹp anh em ơi. Rồi bán em 550 bao ship nha anh em ơi, còn lửa số 2 nha, 550 bao ship anh em. Rồi cái dinh phu 1 ơi, dinh phu 1 đời 2001 nha anh em ơi, 21 nè anh em. Nó dinh dinh mới đảng đầu luôn nè, bà đạn đẹp luôn, tay không kêu luôn, về dùng liền luôn ơi, bao im luôn nha anh em. Nó bao im mà dùng liền luôn, bà đạn còn im ru luôn. Rồi bao cốt dinh, đầu dinh là bao không rõ không nhâm nha anh em, về dùng liền luôn. Nó 800 bao ship nè anh em ơi, về dùng liền luôn ơi, 800 bao ship nha anh em, về dùng liền luôn. Nó 800 bao ship, còn im ru về dùng liền luôn, bao dinh chưa làm gì. Rồi cái dinh số 2 nè em ơi, dinh này mới làm lại nha em ơi. Này để lâu này để có bị nước vô nó bị hơi xét xét nha em ơi. Có sao vậy nha, để lâu không chạy nó bị xét xét nè. Này bị nước vô quá nè em ơi, hơi xét xét nha. Này tai lô, tai lô nha em ơi. Nó, tai lô bài đạn này mới thay, bài đạn NXK nè. Mới thay nha, bao im nha em ơi. Đúng chính nợ em ơi, phu 1, đúng phu 1 nha anh em. Bao im bao xài luôn, cứng ngắt không kêu tiếng nào luôn anh em. Nó như hình nha. Và tình trạng này nó bị nước vô nó bị hơi xét xét nè. Anh em về lấy giấy nhám bát nhẹ là xài nha. Nó bao zin, tay lô và đang mới làm, mới thay, về dùng liền luôn, tay không rỗ. Còn đầu cốt không rỗ em ơi. Rồi bán anh em là 550 bao ship nha anh em ơi, 550 bao ship nha. Giá này zin giá xác em ơi, còn tệ giá xác nữa. Nó bao y bao xài nha. Nó giờ anh em giờ mua trên Trung Quốc cỡ 500 mấy 600 ngàn này chạy sao ngon bận này em ơi. Cái này bán 550 bao ship nè anh em. Bao ngon nha anh em. Rồi tới đây thôi em ơi, anh em cần gì liên hệ em ơi. Rồi xin chào anh em nha, em quay giờ tới sáng tới mai 3 ngày chưa hết đồ nữa anh em. Rồi xin chào anh em nha.